đám cháy tại bãi rác Cam Ly, Đà Lạt. Ghi nhận hiện trường, đến cuối buổi chiều 28 tháng 12, các lực lượng vẫn tập trung máy móc, thiết bị và phương tiện nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra gần một tuần nay tại bãi rác Cam Ly, phường 5, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Theo quan sát, trên khu vực bãi rác chạy dài phía thung lũng đã không còn ngọn lửa, cùng việc tạo các danh lớn chống cháy lan, các lực lượng tập trung dùng máy múc lật rác, phun nước và lấp đất, chống tình trạng cháy âm ỉ. Tuy lượng khói đã giảm đáng kể, nhưng vẫn bốc cao khi phun nước và bao trùm cả khu vực bãi rác chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tôn thiện san cho biết thành phố đã huy động rất nhiều lực lượng cùng nhiều xe máy đào máy ủi và xe chữa cháy chuyên dụng quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa chống cháy lan xử lý đám cháy trong thời gian sớm nhất đồng thời tiến hành phun hóa chất khử mùi hiện đám cháy cơ bản được khống chế về giải pháp lâu dài theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tôn thiện san thành phố đang kêu gọi xây dựng bãi xử lý rác hiện đại hơn công việc củng cố nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt. Sau khi nhà máy xử lý rác này tu sửa, nâng cấp, bảo đảm công suất sẽ tiến hành đóng cửa bãi rác Cam Ly và xử lý môi trường theo quy định, bảo đảm môi trường cho thành phố Đà Lạt.